chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Treo thưởng 7 tỷ tuyển rễ, đại gia sầu riêng tuyên bố ngưng nhận hồ sơ vì quá tải. Ông Anand Rothong cho biết đã có hơn 10.000 người xin tham dự kén rễ, trong đó có cả người nước ngoài. Những ngày qua, truyền thông Thái Lan và cả nước ngoài đang hết sức xôn xao trước tin một vị đại gia sầu riêng ở Thái Lan bất ngờ đăng tin kén rễ với điều kiện vô cùng hấp dẫn. Theo đó, vị tỷ phú này tuyên bố sẽ trao giải thưởng trị giá là 10 triệu bạc, tương đương gần 7,3 tỷ đồng cho chàng trai nào làm con gái 26 tuổi của mình rung động. Nguyên văn lời vị tỷ phú Thái Lan chia sẻ lên Facebook hôm 2 tháng 3. Bất kỳ ai chăm chỉ biết mua bán và chọn được trái sầu riêng thơm ngon, tôi sẽ gả con gái cho. Tôi sẽ không yêu cầu sính lễ, mà ngược lại còn cho anh ta 10 triệu bạc tiền mặt, 10 chiếc xe, 1 căn biệt thự, 2 điểm bán sầu riêng. Đặc biệt, con gái tôi đã tốt nghiệp bằng cử nhân danh dự, trường đại học Assumption và cả bằng thạc sĩ trường đại học Trung Sơn ở Trung Quốc. Vị tỷ phú này chính là ông Anand Rothong, 58 tuổi, chủ một trang trại sầu riêng quy mô lớn tại Chumphon, miền Nam Thái Lan. Con gái của ông là Kansita, 26 tuổi, chưa kết hôn, đang điều hành công việc của gia đình, nói được ngoại ngữ, hai thứ tiếng đó là tiếng Trung, tiếng Anh, đặc biệt vẫn còn là trinh nữ. Trước điều kiện hấp dẫn và ngoại hình cô dâu cũng khá xinh đẹp, đã có hàng ngàn đơn dự tuyển được gửi về cho ông Anon. Người xin dự tuyển nhiều đến nỗi, đêm qua ngày 5 tháng 3, tức chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi thông báo ứng tuyển, chủ vựa sầu riêng đã phải khẩn thiết thông báo qua trang Facebook cá nhân rằng ông sẽ không nhận thêm ứng viên nữa. Ông cho biết thêm đã có hơn 10.000 người tham gia ứng tuyển, trong đó có người Thái Lan và cả ứng cử viên nước ngoài. Họ liên tục nhắn tin gọi điện thoại, đòi được gặp ông cũng như xin diện kiến cô con gái khiến ông bị quá tải. Bên cạnh đó, truyền thông báo chí Thái Lan cũng liên tục xin gặp mặt hai cha con để ghi hình và phỏng vấn. Như vậy, có thể xem cuộc thi kén rễ đã kết thúc. Vòng hồ nộp hồ sơ, đối với những ai may mắn lọt qua vòng này, ông Anon cho biết mình sẽ hẹn gặp họ vào đầu tháng 4 2019 tại khu vực chợ thuộc tỉnh Chanthabu, cách Bangkok 250 km. Trang phục của ứng viên được yêu cầu chỉnh tề lịch sự, họ sẽ phải tham gia những cuộc sát hạch cùng hai giai đoạn thử thách tiếp theo, một giai đoạn kéo dài 3 tháng. Kỹ năng sát hạch chủ yếu xoay quanh những cuộc hiểu biết về sầu riêng, cũng như là cách quản lý và kinh doanh cửa hàng sầu riêng của gia đình ông. Cuộc sát hạch cũng như những thử thách sẽ kéo dài cho đến khi nào ông tìm ra được chàng rể ưng ý nhất cho con gái của mình. Như vậy, tuy không yêu cầu sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao khó khăn như thời vua Hùng Vương kén rễ cho mỹ nương ở Việt Nam, nhưng cũng có thể đoán được những thử thách vị tỷ phú này đặt ra cho con rể tương lai cũng không phải dạng vừa. Cùng chờ xem chàng trai nào sẽ vượt qua được các thử thách cũng như lọt vào mắt xanh của con gái tỷ phú này nhé. Sợ không ai biết mình giàu, đại gia Trung Quốc tặng con hơn 18 tỷ đồng tiền mặt làm hồi môn. Quý vị thính giả thân mến, ngày 27 tháng 9, tại thị xã Từ Khê, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã diễn ra một đám cưới vô cùng xa hoa và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này bởi món hồi môn có giá trị lên tới 5,28 triệu tệ, tương đương với 18 tỷ đồng, danh tính của cô dâu chú rể không được công bố. Nhìn những cọc tiền mệnh giá 100 tệ tương đương 340.000 đồng được xếp ngay ngắn trên bàn cùng rất nhiều trang sức giá trị lớn và vàng miếng, nhiều người không khỏi choáng váng. Tuy vẫn biết rằng việc trao quà cho cô dâu chú rể trong ngày cưới là do hoàn cảnh của mỗi gia đình, nhưng việc khoe khang trong đám cưới như thế này vẫn vấp phải vô số lời chỉ trích từ dư luận. Nhiều người nhận xét, giàu có mà cư xử chẳng ra làm sao, thật lố bịch, cứ khoe đi rồi xem sống hạnh phúc được bao lâu, có tiền thì đi làm từ thiện tích đức chút đi, đừng khoe khoang nữa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng tiền là của người ta nên họ thích làm thế nào thì làm. Ô hay, mấy người có kiếm tiền hộ người ta không mà có quyền lên tiếng nhỉ? Tiền là của người ta thích thì người ta khoe thôi. Ngưng vô duyên đi, dây ba người khác có làm cho mấy người giàu có là được không? Cách đây ít lâu, tại tỉnh Chiết Giang cũng diễn ra một đám cưới ngàn vàng gây xôn xao dư luận. Đám cưới của một cặp đôi trẻ tuổi ở thị xã Đông Dương, thành phố Kim Hoa này đã khiến cho nhiều người phải lóa mắt vì món hồi môn hoành tráng, bao gồm xe sang, hai căn biệt thự, đồ dùng bằng vàng rồng, đồng hồ hàng hiệu 10 triệu tệ, tương đương 34 tỷ đồng, tiền tiết kiệm cùng hàng hà sa số các sản phẩm khác.
Đại gia 87 tuổi chôn kho báu triệu đô la Mỹ trên núi cho cả thế giới đi tìm. Quý vị thính giả thân mến, cụ thể ông Forrest Fenn, một triệu phú 87 tuổi là cựu phi công từng chiến đấu tại Việt Nam và chủ một đại lý bán tranh đã chôn kho báu này ở một nơi nào đó trên dãy núi Rockies, trong khoảng 1.000 dặm giữa Santa Fe, New Mexico và biên giới Canada. Ông Fenn ước tính có khoảng 350.000 người đã đi săn tìm kho báu, tuy nhiên không có cách nào biết được liệu ai đã tới gần kho báu hay chưa. Ông nói với tờ CNBC, kho báu có thể được tìm thấy sớm hoặc 1.000 năm nữa cũng không có ai tìm ra. Trước đó, ông Fenn chia sẻ với hãng tin NPR vào năm 2016 rằng, ngoài tôi ra không ai biết kho báu này ở đâu, kể cả vợ tôi, nếu ngày mai tôi chết, địa điểm giấu kho báu đó cũng sẽ cùng tôi xuống mộ. Phần chính của gợi ý đi tìm kho báu được ông Fenn đã đưa ra là một bài thơ 24 dòng mà ông viết trong cuốn hồi ký The Trail of the Jazz của ông. Ông cũng đã chia sẻ bài thơ trên trang mạng xã hội Instagram để nhiều người có thể tham gia tìm kho báu hơn. Theo tờ Vox, kho báu được cho là có chứa ngọc lục bảo, hồng ngọc, vàng và kim cương. Đây đều là những thứ mà ông Fenn, một nhà khảo cổ học tự phát, đã tìm ra trong những cuộc thám hiểm ở phía Tây Nam. Đáng nói, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 1988, ông Fenn đã dự định mang tất cả kho báu đó lên núi để chết bên cạnh nó. Tuy nhiên, sau khi vượt qua căn bệnh một cách thần kỳ, ông đã cất chúng trong tầng hầm tại nhà trong nhiều năm. Nơi mà một vài người đã xác nhận với NPR rằng họ đã nhìn thấy tầng hầm khi đó tràn ngập những đồ đắt giá. Sau đó, ông đã quyết định giấu tất cả kho báu đó để mọi người có cơ hội đi tìm và hưởng chúng. Ông nói với ABC News, rất nhiều người thất nghiệp và mất việc làm, sự tuyệt vọng ngày càng tăng cao và tôi chỉ muốn cho một số người niềm hy vọng. Tuy nhiên, có một số thợ săn kho báu này đến nỗi bị ám ảnh. Cụ thể, Ricky Idol, một người làm về tàu hơi nước ở Mississippi, nói với Fox, đêm nào tôi cũng đều vào Google hoặc tìm kiếm những đầu mối. Bên cạnh đó, ông Fenn nói rằng ông nhận được 100 email mỗi ngày, tờ New York Times cho biết. Đôi khi, ông cũng phải gọi tới cảnh sát khi những vị khách không mời mà đến xuất hiện tại nhà và đe dọa ông. Ông Fenn nói với ABC News, có một người đàn ông từng đến nhà tôi và đe dọa tôi và nói cho anh ta biết kho báu nằm ở đâu, không thì hắn sẽ giết tôi. Ngoài ra, ít nhất 4 người đã được cho là tử vong vì tai nạn trong khi tìm kiếm kho báu này. Điều này khiến một số người gọi điện tới ông Fenn để ông kết thúc cuộc săn tìm nguy hiểm này. Ông đã không làm vậy, nhưng cũng đã thêm một vài manh mối mới trên blog của mình để cố gắng giúp mọi người giữ an toàn. Ông cũng khẳng định rằng việc ông giấu kho báu chủ yếu là khuyến khích các gia đình hưởng thụ hoạt động ngoài trời. Ông Fenn nói thêm, tôi muốn cho các gia đình và trẻ nhỏ có việc gì đó thú vị để làm cùng nhau. Tôi mong rằng cha mẹ sẽ đưa con cái đi cắm trại và leo núi ở dãy núi Rocky này. Tôi hy vọng họ sẽ câu cá, tìm hóa thạch và tìm kiếm kho báu của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.